Ở thời điểm cuối năm 2020, dù tọa lạc ở cách xa nội thành, nhưng xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn viết cách để mọi người phải nhớ đến. Đáng buồn thay, điều để lại ấn tượng lại là một xã được dân chơi Sài Gòn mệnh danh bằng cái tên chua chát, thủ phủ tệ nạn. Không vô cớ mà xã Tân Yên bị gọi như vậy. Sau những đồn đoán của dư luận, phóng viên quyết định vào cuộc, bóc tách từng mảng đen tối. Những thực trạng vi phạm pháp luật đã và đang tồn tại ngày đêm ở địa phương này. Sẽ thật khó chịu nếu bị ví von như thế. Vậy nhưng, từ bao năm nay, người dân xã Tân Kiên đã phải thừa nhận một cách ngán ngẩm rằng những con đường như Nguyễn Cửu Phú và đoạn đường quốc lộ 1A đi ngang qua địa phận xã Tân Kiên chính là những con đường kích dục. Ông Trần Hải, 61 tuổi, nhà ở đường quốc lộ 1A thẳng thắn. Tụi anh cứ đi dọc đường này đi, hai bên đường thuộc xã Tân Kiên nhan nhản quán cà phê đèn mờ kích dục. Nghe lời của ông Hải, chúng tôi thử khảo sát. Hóa ra, những gì mà ông Hải phản ánh là sự thật. Một mê hồn trận cà phê giúp đấng mày râu thỏa mãn sinh lý hiện ra khắp dọc đường. Bà Lê Thị Ánh, 53 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Cửu Phú cũng bức xúc. Chính quyền địa phương làm ăn kiểu gì mà tình trạng cà phê núp bóng ngoại dâm tồn tại hết ngày này qua tháng nọ nhưng không xử lý. Nguyên con đường Nguyễn Cửu Phú, cả vài km, cứ một đoạn là có một điểm cà phê kích dục. Quả đúng là như vậy. Chúng tôi đã nhẩm đếm không dưới chục quán có hoạt động mại dâm trên tuyến đường ngắn này. Có thể kể tên các quán như Vivi, Như Quỳnh, 117. Cơ sở vật chất những địa chỉ trên khá tồi tàn. Tuy nhiên lúc nào cũng nườm nượp khách vào ra liên tục. Đấy là chưa kể có nhiều thời điểm những cô gái ăn bận, váy áo ngắn cũn cỡn như để khoe thân, ngồi trước quán như để chào mời khách. Trông chẳng ra đâu vào đâu. Thế mà chính quyền địa phương hình như làm ngơ hoặc là biết mà không xử lý, khiến tình trạng này ngày càng phổ biến. Nhiều quán được mọc lên như nấm sau mưa. Tôi cảm thấy dị vì sống ở một con đường, một xã đầy rẫy những quán cà phê kích dục như thế này. Bà Huỳnh Lan Chi, 42 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Cửu Phú than vãn. Một chiều đầu tháng 11, chúng tôi ghé đến quán cà phê ở địa chỉ 838 Nguyễn Cửu Phú với ý định để nghỉ ngơi. Lập tức, nữ nhân viên mặc như không mặc xà đến hỏi: "Anh có muốn massage không?" Theo đó, chỉ cần bỏ ra 200.000 đồng là có thể tận hưởng những sung sướng trong chốc lát trong sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên. Còn nếu như từ chối việc kích dục, khách sẽ phải trả 20.000 đồng cho ly nước uống kèm theo một ánh mắt khó chịu, cái lườm nguýt của nhân viên. Chúng tôi đã khảo sát nhiều điểm quán cà phê ở xã Tân Kiên và nhận ra một sự thật sốc vô cùng. Đó là rất nhiều nơi có dịch vụ kích dục cho khách. Nếu như đường Nguyễn Cửu Phú và đoạn quốc lộ 1A đi ngang qua xã Tân Kiên nổi danh vì cà phê kích dục, thì cũng tại xã vùng ven thuộc huyện Bình Chánh này có đường Trần Đại Nghĩa được giới dân chơi kháo nhau rằng cung cấp đầy đủ dịch vụ mỗi khi muốn hưởng thụ khoái lạc. Theo như Trần Quang, 23 tuổi, nhà ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên thì nếu muốn từ A đến Z cứ ghé qua mấy điểm massage trên đường Trần Đại Nghĩa, muốn gì cũng được. Muốn sướng có sướng, muốn mệt có mệt, các em gái cung phụng hết nấc. Chàng trai này cũng chỉ điểm, có hai địa chỉ massage ở Trần Đại Nghĩa mà nếu bỏ qua thì tiếc cả đời người. Đó là massage Cao Lầu ở A2 trên 19 đường Trần Đại Nghĩa và sông hơi xoa bóp phát tài ở B12 trên 5 Trần Đại Nghĩa. Hỏi lý do, Quang cho biết, vì nữ nhân viên hai chỗ ấy chiều tới bến, muốn sao cũng được. Chúng tôi thử tiếp cận để điều tra và nhận thấy những thông tin dư luận bức xúc phản ánh cũng như dân chơi dỉ tai nhau là hoàn toàn có cơ sở. Chỉ cần bỏ vài trăm ngàn là có thể được đáp ứng về nhu cầu tình dục để thỏa mãn sinh lý. Một nữ tiếp viên của quán massage Cao Lầu hỏi chúng tôi: "Anh muốn sao nè?" Chúng tôi ngớ người dò hỏi: "Sao là sao?" "Anh chưa biết rõ, chưa quen lắm. Anh tưởng đi massage là để xông hơi, đấm bóp cho khỏe người." Nữ nhân viên này liền cười ha hả rồi bảo: "Đó là massage hai lúa. Ở đây massage hiện đại, anh muốn tới đâu em chiều tới đó. Có muốn đê mê không nè?" Rồi liếc mắt đầy tinh nghịch.
Nữ nhân viên này cũng lật bài ngửa khi cho biết ở đây nếu khách có nhu cầu đi tới Z thì cũng sẵn sàng phục vụ. Chúng tôi thắc mắc, vậy là ở đây có cả dịch vụ mại dâm ư? Nữ nhân viên tủm tỉm cười gật đầu. Chúng tôi tiếp tục lo ngại. Công an đến bất ngờ thì được trấn an. Không có đâu mà lo. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế xã hội, hành chính hình sự và các biện pháp khác trong phòng chống tệ nạn mại dâm nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần tăng cường trật tự an ninh xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội, đồng thời lấy phòng ngừa là trọng tâm trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, kết hợp với phòng chống tệ nạn mại dâm với phòng chống tệ nạn ma túy và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng chống mại dâm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định mục đích nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng chống mại dâm, tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm, đồng thời tăng cường các hoạt động phòng chống mại dâm nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tham gia của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng chống mại dâm. Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng sở ngành, cơ quan, đơn vị và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định chỉ tiêu về thông tin về phòng chống mại dâm được đăng tải trên các phương tiện truyền thông báo chí của thành phố và trên các trang thông tin của các quận huyện, thành phố Thủ Đức ít nhất mỗi tháng một lần. Ít nhất 30% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh, sinh viên, các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục, đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp thông tin kiến thức về phòng chống tệ nạn mại dâm. Đồng thời 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, 100% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. 100% phường, xã, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. 100% quận huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2022. Ngoài ra, ít nhất 50% quận huyện, thành phố Thủ Đức lồng ghép nhiệm vụ phòng chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng chống ma túy, chương trình phòng chống HIV/AIDS. Ít nhất 5% quận huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Ít nhất 30% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp thành phố, cấp huyện, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực phòng chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng chống mại dâm, thực hiện các can thiệp giảm hại, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo của Blog Tâm sự.